Cái ngày Tết hối hả như thế này thì chúng ta chỉ cần một cái nồi cá như thế này và một cái tô cơm nóng là mình ăn rất là đủ chất rồi đó ạ. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích và muốn tìm một cái cách kho cá mới thì hãy theo dõi cách làm của gia đình mình ngày hôm nay nha. Và đây là tất cả nguyên liệu mình có. Đầu tiên mình sử dụng ở đây là cá thu Nhật. Mình đã mua về và mình đã rửa qua muối và giấm và cắt khúc như thế này. Kế tiếp đó là me ha. Cái này là me cục á. Tiêu xanh nè. Ớt sừng mình đã băm nhỏ. Hành củ mình cũng băm nhỏ luôn. Tỏi mình cũng đã băm nhỏ. Dầu màu điều để cho cái phần cá kho của mình nó lên màu đẹp nè. Và tất cả các gia vị đi kèm gồm mắm, muối, bột ngọt, đường. Nguyên liệu đã sẵn sàng rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào làm luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ ướp cho phần cá này 2 muỗng cà phê hạt nêm. Ở đây mình có cỡ tầm 4 con cá nục quá. Con cá thu chứ. Rồi, 1 phần 2 muỗng cà phê muối. Một xíu bột ngọt. Cho vô đây là một muỗng canh đường. Đặc biệt trong tất cả các món kho thì phải có nước mắm đúng không ạ? Và 3 muỗng canh nước mắm nữa. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cho thêm đó là dầu màu điều. Dầu màu điều thì mình sẽ cho vô đây 2 muỗng canh dầu màu điều. Dầu màu điều này thì các anh chị rất là dễ tìm luôn, ở trong tất cả các hệ thống siêu thị đều có bán, ở chỗ đầu đường á, nó bán hạt và mình về mình sẽ làm ra được cái màu như thế này nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đảo đều lên cho cái phần cá này thấm gia vị. Trước khi đảo thì chúng ta sẽ cho cái phần tỏi băm và hành củ băm, ớt băm vô luôn nhé để cho nó thơm, chừa lại một ít để tí mình phi cho nó thơm. Rồi mình sẽ đảo đều lên. Và muốn cho cái phần cá kho của mình nó ngon và đậm đà thì chúng ta phải có thời gian ướp ở đây tầm 15 tới 30 phút nhé. Nếu mà mình kho liền luôn thì nó sẽ không có thấm đều đâu ạ. Rồi mình sẽ để ở đây cho nó thấm gia vị nhé. Khi mà đã đủ thời gian rồi thì chúng ta sẽ bóc cái cục me này ra. Mình sẽ cho nước nóng vô đây để cho mình lấy cái nước cốt me là tí mình kho cho nó ngon. Mình tản cho nó nhuyễn ra. Rồi mình quay lại và mình bắt lên bếp một cái chảo và chúng ta sẽ cho vô đây cỡ tầm 2 muỗng canh dầu ăn nhé. Và mình cá mà mình kho thì mình kho dầu nhiều á thì cái con cá của mình nó sẽ cứng hơn và nó sẽ thơm béo hơn đó ạ. Rồi khi mà dầu nóng rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần tỏi, hành củ và ớt mình băm nhuyễn vừa nãy mình để lại á, mình phi cho thật là thơm lên nhé. Rồi khi mà tỏi và hành củ đã thơm và vàng rồi thì chúng ta sẽ đặt cá mà của mình vô và mình áp mặt hai cái mặt của nó cho nó xanh lại. Cá thu của mình hôm nay rất là ngon luôn, cá thu Nhật này, cá thu đao cũng được đó, có nhiều bạn gọi là cá thu đao. Rồi mình sẽ cho cái nước ướp gia vị vừa nãy vô luôn. Rồi mình xào cho nó xanh lại và cho nó rút hết tất cả các gia vị vô rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần nước cốt me vô. Và cái lượng me tùy thuộc vào mỗi gia đình nhé. Nếu mà các anh chị và các bạn ăn chua thì mình cho nhiều me, còn không ăn chua thì mình cũng có thể giảm cái lượng me xuống. Nhưng mà trong cái món kho này thì nó phải có cái vị đậm đà của gia vị và nước mắm, và vị chua thanh của me, vị ngọt của đường. Nó hài hòa tất cả các gia vị đó thì cái món kho của mình nó sẽ ngon hơn rất là nhiều đó ạ. Rồi khi mà cho nước cốt me vô rồi thì chúng ta sẽ chịu khó mình chở một
những cái con cá nào mà nằm ở trên đó, mình sẽ chở nó xuống dưới để cho nó chín đều hơn và màu sắc nó sẽ lên đẹp hơn nhé. Và khi mà nước cốt me khi mà mình cho vô rồi nó sôi trở ngược lại thì chúng ta sẽ giảm lửa nhỏ xuống và mình sẽ riu riu ở đây nha. Đó, đậy nắp vô và mình sẽ riu cho tới khi nào mà cái phần cá của mình nó chín là được. Sau một hồi riu trên lửa với lửa nhỏ thì cái phần cá của mình nó đã sánh lại rồi, mọi người có thấy không? Màu sắc lên cực kỳ đẹp phải không ạ? Lúc này thì các anh chị và các bạn cũng có thể nêm nếm và gia giảm lại cho nó vừa với khẩu vị của gia đình của mình nhé. Mình nêm coi nó đã vừa chưa. Khi mà thấy nó vừa ăn rồi thì mình sẽ cho tiêu xanh vô. Tiêu xanh ở đây thì chỉ có tác dụng tạo mùi thơm của tiêu xanh và cái màu sắc cho nó đẹp thôi. Đậy nắp vô thêm cỡ tầm 3 phút nữa là chúng ta đã hoàn chỉnh được cái món cá kho me ngày hôm nay nhé. Wow, rất là thơm luôn. Bây giờ thì mình sẽ bắt xuống bếp và mình sẽ chiếu cận cảnh cho các anh chị coi cái độ hấp dẫn của nó có đủ kích thích các anh chị vào bếp cùng với gia đình của mình ngày hôm nay với món cá thu kho me ngày hôm nay không nhé. Nước cá nó sánh lại nè. Và con cá của mình rất là cứng luôn, màu sắc lên cũng rất là đẹp. Thành phẩm của mình đây, cho thêm vài cái lát ớt vô để cho nó tạo màu, cho nó hấp dẫn. Nếu mà các anh chị và các bạn theo dõi từ nãy giờ, thấy cái gia đình của mình hôm nay chia sẻ món cá thu kho me ngày hôm nay thật là ngon và hấp dẫn, thì hãy cho gia đình kính của vợ một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần kính của vợ nhé. Có những cái góp ý nào thì hãy comment.